Ông làm gì chạy nhanh quá vậy? Bị áp lực quá rồi điên rồi hả? Ông cũng muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi vào chuyện này. Ông chết yên thân ông rồi, còn tôi tù tội ai lo? Ông cũng biết sợ tù tội sao? Bữa nay ông không có bình thường chút nào hết. Tuấn Kiệt à, ông có còn nhớ hồi nhỏ tôi, ông và Khởi cùng chơi đùa với nhau như thế nào không? Thỉnh thoảng sau giờ học tụi mình lại rủ nhau trốn ra công viên, bày đủ các trò để chơi đùa với nhau. Nè, cậu có nhớ cái lần mà ba đứa mình cùng nằm dài trên bãi cỏ và sau đó nói về mơ ước tương lai hay không? Tụi mình còn hứa hẹn với nhau là sau này lớn lên vẫn là anh em tốt của nhau. Ông bị làm sao vậy hả? Đâu có sao đâu, chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy nhớ tới những ngày đó quá. Giá như mà tụi mình vẫn như ngày đó thì tốt biết mấy, đúng không? Ông không nghe nói đời là vô thường sao? Cuộc đời này có cái gì mà không thay đổi được chứ? Ừ, đúng vậy. Ông cũng đã thay đổi rồi, có đúng không? Đương nhiên, cả tôi và ông và tất cả mọi người đều phải thay đổi. Ông rủ tôi chạy xe tới đây là để hoài niệm về tuổi thơ hay sao? Không, là tôi muốn nói với ông, cho dù mọi thứ có thay đổi thì tình cảm anh em tốt đẹp tôi dành cho ông và Khởi vẫn nguyên vẹn như trước kia. Vậy sao? Cảm ơn nha. Ông đã nói xong rồi, mày đi về được chưa? Tuấn Kiệt à, ông không có gì muốn nói với tôi sao? Nói hả? Nói cái gì bây giờ? Về thôi. Được rồi, về thôi. Anh ta bị làm sao vậy? Hay là anh ta đã biết được gì rồi? Không đâu, làm sao mà anh ta biết được chứ? Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.